Hello, chào các bạn. Một buổi chiều nha. Hôm nay anh em mình đi bác trụ xong rồi. Giờ ít trụ quá, mưa nữa. Hôm nay anh em mình kiếm mồi để nhậu thôi các bạn. Kiếm mồi nhậu này. Hôm nay bốn anh em đi nha. Đấy nè. Rất quen thuộc với đồng đội đi bác trụ các bạn. Hãy theo chân mình nha các bạn. Hôm nay anh em đi cái chỗ này họ kích trên nhỉ. Mình cứ vào xem thử có không. Nếu có mình làm mưa nhỏ luôn các bạn. Y phép mặc áo đỏ kìa. Từ Đắk Lắk sang đây đấy. Kiếm mưa nhậu khó quá các bạn. Đi vác trụ một buổi sáng được có 280, giờ xin vợ 20 để mua mồi, vợ không cho, tài khoản vợ dư hết rồi. Vợ nói thôi đấy, đi làm thôi, đi kiếm cá nhỏ đi. Đây có rồi, cá lóc bụp vậy. Rồi tiến hành đi tiếp các bạn. Cá lớn cá nhỏ mình chơi tất thôi các bạn ơi. Ông Ipep kia nè, ông bẻ mía xong rồi, ông bẻ xong, ông ăn xong nó cho xin nha. Vậy vậy đó. Các bạn ơi, các bạn cái này. Lươn. Còn lượn các bạn ơi. Được rồi. Căng này. Rình. Cái kinh. Cá chê này. Đó. Đây. Đấy. Nhà tay đấy. Đấy, đấy đúng rồi. Cá chê các bạn. Đó. Tớ mà soi. Về là cái này luôn. Là lốt ngon lắm ấy. Là lốt mỏng là. Nó tông lên nè, gặp nè bằng nè, nhằm chỉ mình ăn giả mà, dơ. Mà là tay đang gặp ngã hàng ra đang tìm. To nhất cá đây này. Đấy, này. 2 tấn. Đấy thấy chưa? Đây có rồi. Không ai giờ. Nó bỗng cần coi ra rồi ạ. Rồi. Thôi. Tiếp. Tớ hơi đi mà sao. Tăng được đây. Bộ dâu là. Mà là. Cái tớ này bị bỏ. Bắt đầu đu nhiều lắm. Cái bình hụt một cái gì.
Thôi chào anh. Thôi. Đây đây đây. Yêu. Cái cọ con này. Mẹ yêu rồi. Cắt này. À, nhớ đây là con này. Cái mùa gì? Rồi cái chọn lá. Nó chắc để chắc 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 thôi. Rồi rồi rồi. Cắt lại nhẹ tâm. Cái gì? Không có. Ốp lên vào những đệ này rồi đấy. Ông đệ hào không. Đọc này này, đọc như can này mới lọc này. Đọc đã đọc nhập đọc nó này. Mà vượt này. Điện thoại ra những cái điện. Mình dẫn đi đây, xe đây. Mình chạy về, có bộ phận quần mạng. Ừ. Mà vượt là duy để như vậy thì khá mất tính tình trong này để lại rồi. Và duy lâu ngày như vậy thì lại khá mất là tính tình này. Không vượt đây đây này, cá mọc này. Ơ để nó bắt đây mày. Nè nè, lọc này. Con nó vượt hay này vượt con này hay này ơi, hay này nó mất tính tình mà đâu. Măng cho hẳn mình gọi nó bắt đầu. Ta ba ghê vậy. Nó chất bón thôi. Bông. Con mạng này đây, mạng ngang rồi. Nó vượt rồi. Lô là ba đang em vượt ở kia bọn đúng không ạ? Ba sát ra cái này mà này đang vượt ra vượt đây này cho vượt đây này. Có phải cho để hai em người ta có bao nhiêu các bạn. Tôi mang nó lại rồi. Tôi ăn đi. Ở quán, ở quán, ở quán.
nó to lắm, này này, cái to này này, nhăn nó dài rồi, nhăn là một cái to nhăn ra to. Dưới mình cũng có cá lớn các bạn, con cá nhỏ không đâu. Còn ít lần 3 ký thôi. Cá nhỏ nhỏ này các bạn. Bắt được bao lâu rồi? Cá này ăn chiên, chiên ăn thôi rồi. Cứ một con ba ly. Không say không về luôn các bạn. Nhất là IPEP này nè, IPEP uống ít lắm. Uống có một ly hai ly là say năm bẹp tại chỗ rồi. Bây giờ cái hả gò cái đó Pep lên đi Pep ạ. Đây là trắng hết luôn các bạn. Có hạt bị bối để vào dịp trường ạ. Em vượt cái con rồi đấy. Mạ đi. Kẹt cái ra này. Cái này cái này. Lưu xanh nha, lưu xanh hết. Thôi. Thả ra cái đi.
cá nhỏ nhỏ không các bạn. Suối mình là không có cá lớn rồi. Có cách ra đây nhiều lắm, cả trắng nhiều lắm các bạn. Đập nha, trong tết 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 chị bị dứt lên. Chắc anh em chúng tôi tiến hành đi về các bạn. Đây không không được, nói chung đấy, đây nè. Cũng khá nhiều đấy. Ủa nhiều lắm. Cả trắng nhỏ không nhiều các bạn. Các bạn đẹp quá. Đấy. Về kết quả anh em đi kích về các bạn, cả loại đây cá đây chim ăn ngon lắm các bạn, cá trắng ở đây. Rồi mình kết thúc ở đây, mình tại đây các bạn nha. Chúc các bạn một buổi chiều tràn đầy hồng ân.